qua tuổi 60, đừng nghĩ bốn điều này. Xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi kênh Vạn Điều Ý Nghĩa. Thưa quý vị, Việt Nam chính thức bước vào giai đoạn già hóa dân số từ năm 2011. Ở Việt Nam hiện nay, lớp người trên 60 tuổi đang chiếm tỷ lệ khoảng 12% dân số, và tỷ lệ này được dự báo sẽ tăng lên ở mức 21% vào năm 2040, một trong những tỷ lệ tăng nhanh trên thế giới. Người cao tuổi là tài sản quý của xã hội vì trong quá trình sống và làm việc, họ đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm phong phú. Tuy nhiên, khi tuổi cao, họ lại có những sự thay đổi về tâm sinh lý để thích nghi và có nếp sống thích hợp hơn với lứa tuổi. Trạng thái tâm lý và sức khỏe của người cao tuổi không chỉ phụ thuộc vào nội lực của bản thân mà còn phụ thuộc vào môi trường xã hội, đặc biệt là môi trường văn hóa, tình cảm và quan trọng nhất là môi trường gia đình. Khi bước sang giai đoạn tuổi già, những thay đổi tâm lý của mỗi người mỗi khác, nhưng tụ chung lại, các chuyên gia đã đưa ra lời khuyên rằng khi đến tuổi 60, tốt nhất đừng nghĩ đến 5 điều này để cuộc sống được an nhiên, hạnh phúc. Một, không nghĩ đến cái chết. Đối với nhiều người, già đi nghĩa là cái chết đang đến gần. Dẫu biết rằng sinh tử là quy luật của tự nhiên, không chừa một ai, nhưng dù vậy, người già vẫn sợ phải đối mặt với cái chết. Cũng có những trường hợp các cụ bàn việc hậu sự cho mình, viết di chúc cho con cháu, cũng có những cụ không chấp nhận, lảng tránh điều đó và sợ nghĩ đến cái chết. Tuổi già như ngọn đèn dầu cháy leo lắt trước gió, không biết tắt khi nào. Vì thế, để tâm lý tuổi già không cảm thấy cô đơn, buồn sầu, hơn ai hết, người thân cần dành sự quan tâm đặc biệt để người già cảm thấy yêu đời và sống một cuộc đời đầy ý nghĩa. Sự già đi mang người ta đến gần hơn với cái chết, nhưng cũng mang người ta đến gần hơn sự chấp nhận thực tế này. Người cao tuổi dường như ít sợ chết hơn người trung niên. Họ hòa nhập nhiều hơn với thực tế rằng cuộc đời này không kéo dài mãi mãi. Đó là lý do vì sao họ tận hưởng và thấy vui vẻ hơn với cuộc sống. Khi liên tục suy nghĩ đến cái chết, tốt nhất nên chia sẻ điều này với gia đình và bạn bè. Việc nói ra những điều tiêu cực sẽ giúp bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Ngoài ra, sự động viên và quan tâm của những người xung quanh sẽ giúp bạn có động lực hơn để chiến thắng những suy nghĩ tiêu cực của bản thân. 2. Không nghĩ đến tuổi tác. Chúng ta thích ghi nhớ những gì sẵn sàng đi vào trong trí nhớ của mình, tác giả nói. Sự gắt gỏng, khủng hoảng, khó chịu, sân giận của người khác tác động đến cảm xúc của chúng ta, nên chúng được ghi lại trong trí nhớ. Những gì người khác đang làm, nếu không ảnh hưởng gì đến chúng ta, thì chúng ta sẽ không được lưu giữ chúng trong ký ức của ta. Ngoài ra, sự bao phủ của truyền thông và các bộ phim được yêu thích cũng góp phần củng cố các khuôn mẫu này trong đời sống ngày nay. Tuy nhiên, đến khi có tuổi, không có một khuôn mẫu nhất định nào trong hành vi và ứng xử của mỗi người. Vậy, vì sao con người chúng ta lại sợ già? Do chúng ta nhìn thấy hình mẫu người già xung quanh mình. 3. Không nghĩ đến bệnh tật. Thời gian không bỏ sót bất kỳ ai, và vô tình mỗi người sẽ bước vào một giai đoạn tất yếu của cuộc đời. Tuổi già, đó cũng là khi bệnh tật đổ dồn. Ông Trần đã ngoài 70 tuổi, gần đây sức khỏe ngày càng kém và luôn phải chịu nhiều bệnh tật. Nhìn hộp thuốc tích lũy ngày càng nhiều, ông nhớ lại những năm ông mới về hưu. Vợ chồng ông vẫn có thể đi du lịch khắp nơi, đi núi, đi biển mà không gặp vấn đề gì. Giờ đây sức khỏe của ông không còn được tốt như trước, cùng với đó là mờ mắt, khó nghe, đi lại khó khăn, khó thở. Ông Trần không khỏi thở dài. Thân thể của tôi trước đây luôn ở trạng thái tốt. Vậy tại sao đến khi hơn 70 tuổi mà vẫn không thoát khỏi được mọi vấn đề? Sức khỏe thể chất của người cao tuổi có quan hệ mật thiết với khả năng miễn dịch của chính họ. Khả năng miễn dịch là lực lượng phòng thủ bảo vệ cơ thể con người trong hoàn cảnh bình thường sẽ duy trì sự cân bằng. Chức năng phòng thủ và bảo vệ của hệ thống miễn dịch kéo dài suốt cuộc đời con người. Đồng thời, hệ thống miễn dịch có thể trở nên mất cân bằng
trong một số điều kiện nhất định. Khi con người bước vào tuổi già, chức năng của các cơ quan tự nhiên không còn mạnh mẽ như khi còn trẻ, tất yếu sẽ dần suy giảm. Khi tuổi tác tiếp tục tăng lên, việc duy trì trạng thái cân bằng của chức năng miễn dịch sẽ dần trở nên khó khăn và nhiều tình trạng khác nhau có thể xảy ra để đáp ứng cơ chế điều hòa miễn dịch. Những người lớn tuổi thường phàn nàn rằng khả năng miễn dịch của họ suy giảm và dễ bị cảm lạnh, ho. Điều này chính xác là do sự cân bằng miễn dịch của người cao tuổi dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như điều kiện của bản thân, môi trường xung quanh và thói quen sinh hoạt không tốt, có thể dẫn đến nhiều bệnh khác nhau liên quan đến rối loạn chức năng miễn dịch. Ngoài ra, khi càng lớn tuổi, tốc độ trao đổi chất của cơ thể sẽ giảm đi, tốc độ hấp thụ chất dinh dưỡng cũng kém đi, đòi hỏi về cung cấp dinh dưỡng đầy đủ và đa dạng hơn. Người cao tuổi dễ bị suy dinh dưỡng hơn, bệnh tật sẽ ập đến trước. Muộn còn hơn không, người lớn tuổi nên học cách chăm sóc bản thân mình và tận hưởng cuộc sống trước khi nghĩ về người khác. Đây có lẽ là lời khuyên luôn đúng với nhiều người Việt Nam. Theo đó, mỗi người nên chú ý xây dựng lối sống vui, khỏe, có ích để dù tuổi cao nhưng cuộc sống vẫn luôn thú vị và đầy ý nghĩa. Đúng là dễ mắc bệnh khi có tuổi, nhưng chú ý hơn đến một số chi tiết của cuộc sống có thể ngăn ngừa bệnh tật ập đến và sống một cuộc sống chất lượng cao trong những năm cuối đời. 4. Không nghĩ đến oán hận. Phật dạy, hận thù diệt hận thù, đời này không thể có. Từ bi diệt hận thù là định luật ngàn thu. Trên đời, hận thù là một thứ phiền não cực kỳ nguy hiểm và đáng sợ. Nếu không nhanh chóng hóa giải, theo thời gian, nó sẽ ngày càng nảy nở sinh sôi, cuối cùng gặm nhấm toàn bộ những phần thiện lương tốt đẹp nhất trong trái tim con người. Để rồi nhận đường chỉ là một trái tim xấu xí, đáng sợ, ghê tởm như loài ác quỷ. Vậy nên trong mọi trường hợp, dù oan khuất thế nào cũng đừng tìm cách hận thù, mà hãy học cách tha thứ. Như vậy, cõi lòng của ta mới được cởi trói, trở nên thanh thản và nhìn thấy những thứ tốt đẹp. Phật dạy, người ta căm hận nhất trên đời lại chính là bản thân ta, vì không thể buông bỏ mà khiến bản thân tổn thương. Vì chất chứa oán hận nên không thể sống an lạc. Giữ oán hận ở trong tâm, ta như tự trói chặt và cầm dao làm tổn thương chính mình. Nên nhớ, người bị ta oán hận không đau khổ, người duy nhất đau khổ chỉ có bản thân ta mà thôi. Đừng nuôi dưỡng những nguồn cảm xúc tiêu cực, bằng không, dần dần bạn sẽ tự nhuộm đen chính mình, đến mức không thể nhận ra bản thân là ai nữa. Đừng để lòng oán hận trở nên vô biên, để rồi tạo ra những tội nghiệp thương thiên hại lý, vừa hại người lại tự hại chính mình. Khi tuổi đã cao, thường thì người già khá nóng tính và dễ tự ái, dễ tự ti, hay suy nghĩ tiêu cực nên tâm lý cũng hay nóng nảy. Vị trí xã hội thay đổi, từ người chăm sóc gia đình trở thành người được con cháu chăm sóc. Người già thấy họ đã mất đi địa vị vốn có nên rất dễ bị tác động và khả năng kiềm chế cũng không cao. Dễ sinh sự với những điều nhỏ nhặt. Những cụ sau khi nghỉ hưu rất hay phiền muộn, mất ngủ nên tinh thần họ bị tuột dốc và thường xuyên bị stress. Ngoài stress thì người lớn tuổi cũng dễ mắc các bệnh lý khác. Bởi vậy người thân xung quanh nên chú ý quan tâm để tránh rơi vào các tình trạng tiêu cực. 5. Không lo nghĩ cho con cái quá nhiều. Con cái là tài sản quý giá và thân thiết nhất đối với bố mẹ. Bố mẹ sinh con ra, chăm con lớn khôn và trưởng thành. Dù rất buồn nhưng ai trong chúng ta cũng phải chấp nhận một điều rằng, đến một thời điểm nhất định, những đứa trẻ sẽ lớn lên và rời xa vòng tay của cha mẹ. Chúng có công việc và cuộc sống riêng, chúng sẽ có những bí mật riêng, sẽ yêu đương và có một gia đình riêng. Điều này vừa là niềm vui, nhưng xen lẫn những nỗi buồn trong lòng cha mẹ. Có một câu nói rằng, duyên phận giữa cha mẹ và con cái là luôn có người đứng ở phía sau để nhìn một người dần dần rời xa. Cho dù như thế nào, cha mẹ vẫn mãi dõi theo con cái của mình, từ hành trình này đến hành trình khác. Dù đã sẵn sàng hay chưa, thì vẫn thầm cầu nguyện và chúc phúc trong lòng. Cha mẹ lo rằng lời nói của mình sẽ khiến con cái không vừa lòng. Nghe có vẻ lạ nhưng nỗi lo này là thật. Tuy không nói ra, nhưng hành động và cử chỉ của cha mẹ đôi khi sẽ thể hiện điều này.
hãy tinh tế và thử quan sát một chút. Có phải cha mẹ về già, đôi khi sẽ nói chuyện với con cái một cách cẩn thận hơn, khéo léo hơn, không tùy tiện quát mắng như ngày bé, không dễ dàng dạy dỗ con cái những gì nên làm và không nên làm. Lời nói trở nên nhẹ nhàng hơn, thậm chí là có chút dè dặt. Vẫn là xuất phát từ nỗi lo sợ sẽ làm phiền đến con cái, nên cha mẹ làm gì cũng cẩn trọng hơn và không muốn để lời nói hay hành động của mình khiến con phật ý hay phiền lòng. Tâm lý thường gặp của cha mẹ khi ở tuổi xế chiều là trở thành gánh nặng của con cái, bởi đến một thời điểm nhất định trong cuộc đời, họ sẽ trở nên già yếu, không tạo ra được tiền bạc và phải nương tựa vào các con. Trên thực tế, chẳng ai muốn điều này xảy ra. Trong thâm tâm, chẳng cha mẹ nào muốn đem lại phiền phức cho con cái hay muốn con cái phải lo lắng về mình. Tâm lý tuổi già thường rất nhạy cảm. Đôi khi chỉ một câu nói vô ý, thiếu suy nghĩ của con cái cũng có thể khiến cho cha mẹ trằn trọc, nghĩ ngợi thâu đêm. Bởi vậy, phận làm con nên yêu thương bố mẹ nhiều hơn. Hãy cố gắng sống tốt hơn mỗi ngày để bố mẹ được yên lòng. Quý vị thân mến, con người lo âu không phải vì ngoại cảnh, mà hy vọng và tưởng tượng về đời sống tương lai của mình. Cõi chết chẳng hạn, tự nó không khủng khiếp và khiếp sợ hay kinh hãi, chỉ do tâm trí của chúng ta tưởng tượng mà ra. Chúng ta thường không đủ can đảm để đối đầu với ý tưởng về cái chết. Với những kẻ không dám đối đầu với thực tế thì khổ đau thật sự khủng khiếp và không thể chấp nhận được. Nhưng nếu chúng ta biết đương đầu với sự thật, nó sẽ làm dịu bớt hay loại trừ cái khủng khiếp của sự sợ hãi. Đời sống vì như một viên đạn lao tới mục tiêu, tức là cái chết. Hiểu như vậy, chúng ta phải can đảm trực diện với hiện tượng tự nhiên này. Muốn được tự do trong đời sống, chúng ta phải không sợ chết. Sợ hãi chỉ đến với những kẻ không hiểu quy luật tự nhiên. Dù ở đâu đi nữa, nếu có phát xuất, thì sợ hãi chỉ phát xuất nơi người mất trí điên khùng và không bao giờ xuất phát nơi người khôn ngoan. Đó là lời Đức Phật dạy trong kinh Advaita Nikaya. Sợ hãi chỉ là trạng thái của tâm thần. Khoa học cho ta thấy quá trình của một cái chết ra sao. Cái chết chỉ là sự hao mòn sinh lý của cơ thể con người. Chúng ta đừng sợ hãi và tưởng tượng hay tiên đoán về những sự khủng khiếp không bao giờ đến và tìm cách để chống lại. Một thầy thuốc nổi tiếng, C. William Osler, nói như sau: theo kinh nghiệm hành nghề của tôi thấy những người chết không đau đớn và sợ hãi. Một nữ y tá lão thành nói, hình như thảm kịch lớn nhất đối với mọi người là suốt đời bị nỗi sợ chết ám ảnh. Khi chết đến, ta thấy rằng nó cũng tự nhiên như bản chất cuộc sống. Rất ít người sợ chết khi đó sống trọn cuộc đời. Theo kinh nghiệm của tôi chỉ thấy có một người có vẻ sợ hãi. Một phụ nữ đã làm một điều giữ cho người chị mình, này đã quá trễ để hối cải. Một điều lạ lùng và đẹp đẽ sẽ đến, dù là đàn ông hay đàn bà, khi họ đã sống trọn đời. Tất cả sợ hãi, khiếp đảm đều biến mất. Tôi thường ngắm nghía tia sáng bình minh, hạnh phúc trong ánh mắt của họ khi họ nhận thức được điều đó đúng. Đó là tất cả ơn huệ của tạo hóa. Vì tham sống nên sợ sự chết được hình thành một cách thiếu tự nguyện. Nó tạo sự lo âu trong đời sống. Vì vậy, con người sẽ không bao giờ dám mạo hiểm làm điều gì cho dù đó là lẽ phải. Họ sống trong sợ hãi, lo lắng về bệnh tật và các tai nạn có thể xảy ra cướp mất mạng sống quý giá của mình. Nhận thức chết là điều không thể tránh nổi. Cả yêu đời sống trần thế sẽ đắm trong nhiệt thành cầu nguyện với niềm hy vọng linh hồn sẽ được lên thiên đàng. Không một ai có hạnh phúc giữa cơn lốc và sự sợ hãi, hy vọng như vậy. Đúng thật khó có thể coi thường hay không lưu ý đến những bộc phát tự nhiên của bản năng để tự bảo vệ. Tuy nhiên có một phương pháp để vượt qua sự sợ hãi. Hãy tự quên đi quan niệm về cái tôi. Hãy đem tình thương vị kỷ hướng ra ngoài, có nghĩa là làm lợi ích cho nhân loại và tỏ tình thương với người khác. Bất cứ ai không quên sự thật rằng một ngày nào đó mình sẽ chết và cái chết không thể tránh khỏi, sẽ tăng hái cho toàn nhiệm vụ với đồng loại trước khi chết. Làm được như vậy thì bấy giờ cũng như mai hậu, mọi người chắc chắn sẽ chiêm ngưỡng kính phục. Say mê phục vụ người khác, chẳng bao lâu chính bạn sẽ thoát khỏi cái tự kỷ luyến ái nặng nề, mơ ước, kiêu căng, tự phụ và tự tôn.
Đức Phật dạy, thân xác của con người tuy thành tro bụi, nhưng danh tiếng của họ vẫn còn. Ảnh hưởng của kiếp trước đôi khi rất sâu và mạnh hơn ảnh hưởng của thân xác đang sống với một số khả năng hạn hẹp. Đôi khi chúng ta cảm nghĩ và hành động theo tư tưởng của những người mà xác thân đó trở thành tro bụi. Tư tưởng đó rất quan trọng cho mỗi hành động của chúng ta. Mỗi người sống là một phần thân xác của tổ tiên đã khuất. Trong ý nghĩ này, chúng ta có thể cho rằng những bậc anh hùng thời đại, những triết gia vĩ đại, cả hiền triết, những thi nhân và nhạc sĩ của mỗi dân tộc đang sống với chúng ta. Vì chúng ta liên hệ đến những liệt sĩ và những nhà tư tưởng trong quá khứ, chúng ta có thể chia sẻ những tư tưởng khôn ngoan, những lý tưởng cao quý và cả đến âm nhạc bất diệt qua nhiều thời đại. Dù rằng thân xác đó chết, nhưng ảnh hưởng của họ vẫn còn. Xác thân chẳng là gì cả, nó chỉ là sự tổng hợp trừu tượng, một hỗn hợp luôn luôn thay đổi của các thành phần hóa học. Con người phải hiểu rằng đời sống của mình như một giọt nước trong một con sông đang chảy và nên vui vẻ đóng góp một phần của mình cho dòng sông cuộc sống. Không hiểu rõ bản chất của đời sống, con người sẽ bị chìm đắm trong những vũng bùn ngu muội của thế gian và rên rỉ khóc than. Nhưng khi hiểu được thực chất của mình, con người sẽ từ bỏ tất cả những cái tạm bợ và tìm trạng thái vĩnh cửu. Trước khi đến trạng thái vĩnh cửu, con người phải đương đầu với cái chết này đến cái chết khác. Vì cõi chết không có nghĩa lý gì, con người không nên ngăn chặn sự tiếp diễn không ngừng cái vòng sinh tử. Theo đạo Phật, không có kiếp sống đầu và kiếp sống cuối cùng của chúng ta trên thế gian này. Nếu bạn làm điều thiện với lòng tin tưởng, bạn sẽ có một kiếp sau tốt đẹp hơn. Mặt khác, nếu bạn cảm thấy bạn không muốn tái sanh mãi mãi và muốn đi đến cứu cánh đó, bạn phải cố gắng phát triển tâm trí, loại bỏ mọi tham dục và tinh thần ô trược. Quý vị thân mến, biết canh giữ gìn sức khỏe, tạo niềm vui cho mình, chủ động về kinh tế, sống chan hòa với mọi người sẽ khiến người già phát huy được giá trị bản thân, nêu gương sáng cho con cháu, đóng góp cho cộng đồng xã hội. Và như thế, người già sẽ thật sự tận hưởng cuộc sống với một tinh thần lạc quan, chứ không phải là sống thêm, sống thừa. Lần đầu gặp mặt, chẳng ai nghĩ ông Đỗ Văn Tài sống ở phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa đã 76 tuổi. Bởi vẻ bề ngoài trẻ trung, khỏe khoắn, cử chỉ hoạt bát, lanh lẹ, một trong những bí quyết của ông là duy trì đam mê với các môn thể thao như cầu lông, bóng bàn. Ông chơi cầu lông, bóng bàn khi còn đi làm, nghỉ hưu hơn 10 năm rồi. Nhưng ngày nắng cũng như ngày mưa, chiều nào ông cũng sợt vài trận. Cơ thể khỏe mạnh thì bệnh tật nào đụng mình được. Ông cười lớn. Trước đây, khi còn công tác trong ngành đầu máy, toa xe trong ngành đường sắt, dù công việc bận rộn nhưng ông vẫn luôn giao lưu với những đồng nghiệp trong cơ quan, bạn bè, hàng xóm. Thế nên khi về nghỉ, ông tham gia tích cực vào các hoạt động của địa phương. Ông từng làm bí thư chi bộ Phú Cao Sơn suốt 2 nhiệm kỳ, kiêm chủ nhiệm câu lạc bộ thể dục thể thao. Ông đi cả ngày, khi thì chơi thể thao, lúc lại giao lưu với mọi người, mở rộng mối quan hệ, sức khỏe dẻo dai và thoải mái hơn. Bởi thế mà chưa khi nào ông thấy buồn hay áp lực trong cuộc sống kể từ khi về hưu. Trong tiếng nhạc du dương, các thành viên câu lạc bộ dưỡng sinh phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa thuần thục thực hiện các động tác môn võ truyền thống Thái Cực Quyền. Họ cười đùa, vui vẻ, hòa mình vào không gian thiên nhiên mát mẻ, trong lành. Không chỉ là nơi rèn luyện sức khỏe, câu lạc bộ dưỡng sinh phường Hàm Rồng còn là mái nhà chung của các thành viên trong câu lạc bộ. Tại đây, các thành viên mạnh dạn chia sẻ những chuyện buồn, vui trong cuộc sống, đồng thời còn được tham gia nhiều hoạt động vui chơi, giải trí với mục đích là gắn kết tình thân. Bà Nguyễn Thị Phương, hội viên câu lạc bộ dưỡng sinh phường Hàm Rồng cho biết, vào các ngày lễ của phụ nữ như Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, chúng tôi đều tổ chức tặng hoa, quà cho các thành viên câu lạc bộ từ nguồn kinh phí vận động xã hội hóa. Hay vào dịp cuối năm, câu lạc bộ tổ chức tổng kết năm đi du lịch. Với những hoạt động thiết thực, hiệu quả trên, thời gian qua, câu lạc bộ trở thành ngôi nhà thứ hai của những thành viên nơi đây. Ngoài tham gia các hoạt động thể dục thể thao, những công việc chung ở phường, bà Phương cũng tham gia rất nhiệt tình. Mỗi chỗ bà đến đều tạo ra sự vui vẻ, tiếng cười luôn rộn ràng. Được biết,
Bảo Phương sống cùng vợ chồng con trai, nhưng do con cái bận việc, các cháu tới trường từ sáng đến tối mới về nhà, nên thời gian vui vầy với con cháu trong ngày không nhiều. Do đó, đời sống tinh thần của bà bị thu hẹp. Nhưng từ khi tham gia các hoạt động xã hội, bà Phương thấy sức khỏe được cải thiện, tinh thần lúc nào cũng lạc quan, vui vẻ, yêu đời. Mỗi người có một cách khác nhau để sống chung, sống vui với tuổi già. Trong ngõ 48 đường Nguyễn Công Trứ, hình ảnh ông Ngôn, một bác sĩ về hưu, xách túi thuốc đến từng nhà, giúp các bệnh nhân khiến nhiều người ấm lòng. Ngoài nghề thuốc, ông Ngôn còn đam mê đặc biệt với thú làm vườn. Tận dụng bãi đất trống ngay cạnh nhà, ông gieo nắm hạt rau cải, trồng vài bụi rau dền, cho mấy đứa nhỏ trong xóm được ăn rau sạch. Và cứ thế, từng ngày trôi qua, với ông đầy ý nghĩa, những câu nói đầy hóm hình của một nghệ sĩ, già duyên, già dáng, già đáng đồng tiền, bát gạo. Không ít người lớn tuổi mà chúng tôi từng gặp vẫn thường trăn trở với câu hỏi, làm sao để sống vui vẻ, hòa hợp với con cháu? Trả lời cho câu hỏi này, ông Tài tự đặt ra một câu hỏi khác, rồi phân tích nó dưới quan điểm của một người già. Già là một giai đoạn tất yếu của vòng đời, một chuyện đương nhiên khi người ta tích tuổi, cơ sao còn phải lảng tránh. Có trẻ thì có già, đó là một nhịp điệu của vũ trụ, đâu cần phải khổ đau vì già. Trái lại, phải làm sao để có một tuổi già hạnh phúc? Với ông Tài, điều đáng sợ nhất với người già là bảo thủ, không chịu thay đổi để phù hợp với cuộc sống luôn vận động và cho rằng mình là nhất. Còn con cái vì trẻ người non dạ nên không đáng tin cậy. Đúng là người già có quyền tự hào về mình, nhưng không nên áp đặt. Rồi thấy bọn trẻ không theo ý mình, lại buồn và bất mãn. Đấy là cái tâm lý chung. Người già nào cũng thế. Vấn đề là phải nhận biết được bản thân đang sống ở đâu để mà điều chỉnh, thích nghi. Trong gia đình cũng vậy. Người già cứ muốn sống chung để bố mẹ giữ uy quyền, còn con cháu thì được quây quần, phải quan tâm chăm sóc, rồi lại muốn con cháu phải thành đạt. Thế là muốn đủ thứ. Vì vậy, người già tuyệt đối không được lấy mình làm hình mẫu để bắt con cháu phải noi theo. Rồi con trẻ không làm theo được thì lại buồn bực. Phải xác định rằng mỗi thời mỗi khác, mình đã làm tròn nhiệm vụ của mình rồi. Giờ đến lượt thế hệ các con lo cho con cái của nó. Còn nhiệm vụ của mình là phải lo cho bản thân mình, phải tìm hiểu cơ thể mình đang đau ở đâu, yếu ở đâu, phải đọc sách, nghiên cứu, nghe tư vấn để biết ăn gì, tập gì để giữ gìn sức khỏe, sống khỏe mạnh, không ốm đau để con cái yên tâm xây dựng cuộc sống, chăm lo cho những đứa cháu của mình. Ai còn đủ sức khỏe thì tiếp tục làm việc, đóng góp cho xã hội, rảnh rỗi thì đến chơi với nhau, gặp gỡ, trò chuyện, cùng đi du lịch cho vui vẻ. Nếu được nữa thì tham gia làm các công việc xã hội, chứ đừng ở nhà cản trở con cháu. Với con cái cũng vậy, người già cứ muốn con cái chăm sóc mình như ngày xưa mình chăm sóc nó. Nhưng làm sao được? Thử hỏi mình có chăm sóc được bố mẹ mình như thế không? Vì vậy phải hiểu để không buồn, không suy diễn. Không chỉ trẻ con mới phải học cách để sống, người già cũng cần học để sống với tuổi già. Ông Tài đúc kết, cuộc đời hạnh phúc hay không, vui vẻ hay buồn tủi, phần lớn do cách nghĩ, cách sống của chúng ta. Lạc quan, vui vẻ, tự lập, tự lo cho mình, biết lùi để bình yên, hòa mình vào thiên nhiên, không lo cái chết khi nó chưa đến. Đó là một trong những cách sống hạnh phúc của chúng ta, những người không còn trẻ. Thực tế, không hiếm người già mắc bệnh hay khó khỏi bệnh cũng vì yếu tố tâm lý. Sợ bệnh, sợ chết, buồn bã, trách móc con cháu khiến người ta ủ sột, tâm bệnh rất khó chữa. Hóa giải những bực bội, không để bụng, nhìn đời lạc quan, quan tâm đến mọi người, sẵn sàng chia sẻ với người khác sẽ giúp người già nhẹ nhõm, an yên. Hơn thế, tự tạo cho mình những niềm vui và bận rộn với niềm vui ấy mỗi ngày thì cuộc sống về già đâu có nghĩa là nhàm chán, ông Ngôn khẳng định. Nhiều người khi thấy lá vàng rơi trong gió heo may mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn gợi lên lúc thu về, bèn liên tưởng tới cái lẽ tất yếu gần đất xa trời của bất cứ ai trong chúng ta. Tôi thì lại nghĩ, gió lạnh mát rượi hay gió mang nặng nỗi muộn phiền âu lo cũng chính là do cách nhận thức và hòa nhập cuộc sống của mỗi người mà ra, nên người xưa mới có câu, người buồn cảnh có, vui đâu bao giờ. Một tinh thần lạc quan, một lối sống hài hòa, phù hợp
sẽ giúp ta được sống vui, sống khỏe. Và trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện Tâm Nguyện. Ông nghe tin xá đang chuẩn bị sửa sang lại nghĩa trang liệt sĩ, liền mở tủ lấy ra một cuốn sổ tiết kiệm được bọc kỹ trong nhiều lớp ni lông. Đó là toàn bộ số tiền ông tích góp được trong nhiều năm đi bán hàng thuê ở nhà máy gốm sứ của đứa cháu họ. Mỗi tháng lấy lương 3 triệu, nhà máy nuôi ăn uống nên cũng chẳng tốn kém gì thêm. Nhưng tháng nào cũng có vài cái đám cần đến phong bì. Ông cũng trích một phần tiền lương, mua mấy chục cân gạo, thùng mì tôm, xách sang cho mấy bà cháu nhà hàng xóm. Mỗi lần nhắc đến bà Tịch, ông lại không nén được tiếng thở dài. Nuôi con lớn khôn, những tưởng lúc về già được cậy nhờ. Ai ngờ đùng cái, con trai bà bị tai nạn mất. Con dâu không chịu được gánh nặng nuôi mẹ chồng với ba đứa con. Tuổi còn ăn học, nên dứt áo ra đi. Thấy mấy bà cháu đáng thương nên ông có gì cũng san sẻ bớt. Dù hoàn cảnh của ông cũng chẳng sung sướng gì, nhưng so với người ta vẫn còn tươm tất chán. Chiến tranh cắt phăng mất của ông một cánh tay, găm vào cơ thể ông vài mảnh đạn. Trong đó còn một mảnh vẫn nằm đâu đó trong đầu. Mẹ già mất, ông sống một mình không vợ con. Nhưng ngay cả lúc trái gió trở trời nằm co ro xuống giường, ông vẫn nghĩ mình còn may mắn hơn các đồng đội rất nhiều. Họ nằm xuống có khi vừa đôi mươi, có khi mới chớm yêu, đêm ngủ có khi vẫn còn nhớ mùi tóc mẹ. Nhớ chú chim gâu nhốt trong lồng treo ngay trước cổng, không biết vắng chủ rồi có còn gáy vọng hay không. Nhớ đã hứa với đứa em gái ở nhà rằng chờ anh về sẽ dẫn đi xem múa rối nước. Nhớ một mùa quả chín trong vườn mẹ, còn vọng vào vài tiếng quốc kêu. Những chàng trai lớn lên cùng thời với ông trên mảnh đất này có mấy ai được trở về nguyên vẹn. Trong nghĩa trang liệt sĩ, có khi chỉ là mộ xó, không một nắm xương tàn. Cô bé nhân viên ngân hàng rời mắt khỏi máy tính, ngẩng lên nhìn ông hỏi. Hôm nay đã đến ngày đổi sổ đâu ông? Hôm nay ông đến không phải để nộp thêm tiền như hàng tháng, mà để rút một ít về. Nhân viên ở đây đã quá quen thuộc với hình ảnh người thương binh già cứ đúng ngày 28 hàng tháng là đến ngồi ở hàng ghế dài phía trước, nhẫn nại đợi cho đến lượt mình. Ngân hàng lúc nào cũng đông khách, mọi người thường nhường ông vào giao dịch trước, nhưng ông không chịu. Ai cũng đều bận bịu, cứ lần lượt mà làm. Mọi người đợi được, thì tôi cũng đợi được. Ông người đó giở số tiền lương ít ỏi của mình ra, đếm rồi vuốt lại phẳng phiu. Cuốn sổ của ông lại được thêm nhập một số dư, cho đến khi kín mít thì nhân viên ngân hàng đổi cho ông sổ mới. Biết hoàn cảnh nên lần nào họ cũng tranh thủ trò chuyện, hỏi thăm sức khỏe ông. Ông có việc gì cần đến tiền sao ạ? Bao năm nay con thấy ông chỉ có gửi vào, chứ đâu có rút ra. Thì gửi vào mãi cũng phải có lúc rút ra chứ cháu. Đã đến lúc ông cần đến nó rồi. Cầm số tiền 40 triệu trên tay, ông bắt xe về thẳng ủy ban gặp chủ tịch xã. Ông muốn trao số tiền này để đóng góp vào việc tu sửa lại nghĩa trang liệt sĩ của xã. Ông nghĩ đây là việc nên làm vì các đồng đội của mình. Nghĩa trang liệt sĩ của xã xây từ lâu, giờ đã xuống cấp nhiều. Năm nào vào ngày thương binh liệt sĩ, ông cũng ra đó thắp hương, quét dọn. Năm 2001, địa phương bị ngập nặng, nghĩa trang liệt sĩ cũng chìm trong nước. Hôm nước rút, ông cầm chiếc khăn đi lau từng bia mộ, rồi thắp nén hương cho linh hồn các liệt sĩ được ấm lên. Ông đã hứa với đồng đội sẽ làm một việc gì đó để nơi hương khói của họ được tươm tất. Dù ông biết những người lính khi còn sống hay cả khi đã nằm dưới cỏ đều chẳng mảy may nghĩ đến sướng khổ riêng mình. Nhưng ông làm sao chịu được khi đứng nhìn những bia mộ liệt sĩ ngập sâu trong nước. Đã vài lần ông và hội cựu chiến binh kiến nghị xã về việc tu sửa lại nghĩa trang liệt sĩ. Nghe nói xã cũng đã họp mấy lần, cũng đã xin kinh phí từ trên huyện, huyện lại trình lên tỉnh, dùng rằng mãi vẫn chưa quyết định được vì đời sống nhân dân còn nghèo quá, bao nhiêu việc phải lo, nên đâu phải muốn sửa sang là làm ngay được. Thay mặt ban lãnh đạo xã, chúng cháu xin ghi nhận tấm lòng của ông, nhưng cháu nghĩ ông nên để số tiền này để dưỡng già. Lương thương binh không đáng là bao, tuổi ông cũng đã cao, lại không có con cháu. Việc sửa sang đã có nguồn kinh phí rồi, ông ạ. Đối với tôi, tất cả những liệt sĩ nằm đây đều là đồng đội của mình. Đây là tâm nguyện của tôi,
là chút tấm lòng tôi dành cho họ như một nén nhang thơm. Các anh đừng lo, tôi đã dự liệu mọi thứ cho mình, đến cả khi nhắm mắt xuôi tay. Trước tấm lòng của ông, lãnh đạo xã đã nhận số tiền 40 triệu đồng. Họ hứa sẽ dùng tiền để sửa sang cho nghĩa trang thêm khang trang, sạch sẽ. Ông bước ra khỏi cổng ủy ban xã, cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Chiều hôm ấy, ông mắc võng nằm dưới tán cây xấu xa, bỗng nhớ đến những ngày bom đạn. Ở những trạm nghỉ chân trên đường hành quân, ông cùng đồng đội mắc võng giữa rừng. Có khi ăn tạm thanh lương khô mang theo, có khi nấu cơm bằng bếp hoàng cầm, hái rau rừng nấu canh. Nghe tiếng mưa rơi mà nhớ thương quê nhà vời vợi. Ký ức theo về từng nhịp võng đưa, Hùng vắt tay lên trán nói: mưa thế này mà ở nhà đi lùa tôm dưới mương gần nhà thì thích phải biết. Các quả cũng nhiều, cứ cầm dao chém mang về kho chám thì ngon phải biết. Mùa này đang là mùa chám đấy mấy anh. Hùng ngẩng sang Thiên đang ký chép gì đó trong cuốn sổ bé bằng bàn tay. Viết nhật ký phải không? Chỉ là vài ghi chép nhỏ thôi. Lần trước bị thương ở đầu, tớ có cảm giác trí nhớ mình không còn được tốt. Thế liệu có khi nào quên mất khuôn mặt người yêu không nhỉ? Khuôn mặt người yêu không cần lưu giữ bằng trí nhớ, tất cả trong tim. Nên con lạc đến kiếp sau, vẫn sẽ nhận ra nhau, đâu cần phải sợ. Lãng mạn nhỉ, thế mà mình còn chưa có mảnh tình tí nào. Sao tưởng lần trước cậu đã kịp hẹn hò với cô giao liên có ma lúm đồng tiền, người đâu mà duyên thế không biết. Nhoẻn cười một cái cũng đủ điều đứng lòng người. Thương thì thương thật mà đâu dám hẹn thề. Chiến tranh chẳng biết kéo dài đến bao giờ. Nay còn thở đây mà ngày mai có khi thành nắm đất. Lời thề hẹn có khi là sợi dây trói chặt tuổi thanh xuân của một người. Tất cả im lặng, nghe mưa rơi lộp đổm trên tấm ni lông mắc che võng. Mỗi người trôi theo một dòng suy nghĩ. Người nhớ đến mẹ cha không biết ở nhà có mạnh khỏe không. Đàn em nhỏ có được đến trường. Bà nội già yếu còn hay đã mất. Có người nằm thiêm thiếp ngủ, mơ thấy mình thả diều trên bờ đê. Hương đồng đồng thơm ngát. Con trâu thong thả về chuồng sau một buổi chiều gặm cỏ. Lúc đi ngang qua giếng nước đầu làng thì dừng lại giở chân. Có cô bé mắt bồ câu lúng liếng đứng vân vê tà áo nhìn mình. Còn ông thường hay nghĩ về món canh rau sắn ngâm chua của mẹ. Bỏ thêm ít tép đồng thì ngon phải biết. Con đêm nằm giữa rừng, ông ngắm trăng ánh sao vành vạnh mà tha thiết mong đến một ngày không còn tiếng đạn bom. Ông sẽ về chăm sóc mẹ già, yêu thương một ai đó, những đứa con rồi sẽ ra đời. Nhưng cuộc sống không như những gì ông mơ ước. Chiến tranh kết thúc, ông bỏ lại một cánh tay ở rừng và mang về mảnh đạn nằm đâu đó trong đầu. Thỉnh thoảng chúng lại hành ông một trận, chỉ muốn nổ tung đầu. Ông không dám buộc đời mình vào người đàn bà nào cả. Từ khi mẹ già khuất núi, ông sống một mình với ý nghĩ trời gọi lúc nào thì đi, chẳng phải thu vén gì, nhẹ bẫng. Cuối cùng thì nghĩa trang liệt sĩ của xã cũng bắt đầu đi vào sửa sang. Tấm lòng của ông dành cho những đồng đội hy sinh khiến ai nấy đều cảm động. Nhiều nhà có điều kiện bảo nhau đóng góp ít nhiều, con cháu ở xa cũng gửi về chút tấm lòng thơm thảo. Nhờ thế mà gần 200 bia mộ và toàn bộ khuôn viên nghĩa trang đều được ốp gạch sạch sẽ. Hệ thống thoát nước cũng được chú trọng để chống ngập úng. Số tiền còn lại, lãnh đạo xã lập ra một quỹ riêng dành để mua hoa quả, hương nhang, thắp hương vào những ngày lễ Tết. Nhiều cây xanh và các loại giống hoa cũng được mua về trồng xung quanh khuôn viên. Thỉnh thoảng lúc đi làm về, ông sẽ vào từng khóm hoa, chăm bẵm từng mầm cây mới nhú. Ông ngồi đó nghe rì rào gió bên tai, mường tượng ra cảnh một ngày không xa, cả nghĩa trang sẽ tràn ngập lá hoa, ong bướm dập dờn, những chú chim rủ nhau vì nhí nhách. Ý nghĩ ấy khiến ông thấy lòng xôn xao quá. Kính thưa quý vị, để tiếp theo chương trình, xin kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Tuổi già có 6 nỗi khổ này dễ khiến chúng ta tủi thân nhất. Thưa quý vị, tuổi già là một phần tất yếu của cuộc sống con người. Tại thời điểm đó, sau khi đã trải qua bao nhiêu sóng gió cuộc đời, cha mẹ cần sự an nhàn vì cơ thể kiệt cùng sức lực, cần sự thảnh thơi vì đã lo nghĩ quá nhiều. Tuy nhiên, xã hội hiện nay vốn là một guồng quay dữ dội, do đó nhiều người con bị cuốn theo đó mà quên mất vẫn có cha mẹ ở nhà trông chờ, lo lắng.
Thậm chí nhiều người vì quá bận rộn mà quên mất phải yêu thương và quan tâm bố mẹ mình. Họ dường như không còn đủ thời gian và không gian để lắng nghe và nhận ra những điều cha mẹ khó nói. Có một thính giả đã gửi về cho Vạn Điều Ý Nghĩa câu chuyện thế này. Tôi mua cho mẹ một chiếc điện thoại thông minh. Mẹ nhờ tôi dạy cách sử dụng. Tôi đã chỉ cho bà cách tải các ứng dụng, sau đó bật máy tính lên để chuẩn bị làm việc. Thế rồi mẹ vào, bà lại hỏi về một phần mềm mới. Lát sau, khi tôi đang xoay sở với đống việc, bà ở bếp than thở vọng ra rằng bà không thể dùng được chiếc máy mới. Dòng ý tưởng công việc bị cắt ngang, khiến tôi bực dọc. Tôi chạy vào bếp và gắt lên với mẹ. Bà ngước lên nhìn tôi khổ sở. Hay là thôi, mẹ vẫn dùng điện thoại cũ. Tùy mẹ muốn thế nào cũng được. Tôi sốt ruột bước ra ngoài để mẹ một mình với cái điện thoại đời mới. Đêm khuya hôm ấy, khi chuẩn bị đi ngủ, tôi nhận được tin nhắn của mẹ. Con à, mẹ đã già, mẹ quên nhanh điều người khác nói. Mẹ cũng không nhớ cả điều mẹ đã nói. Lúc nấu cơm, có khi mẹ quên cả cắm phích. Con có thể kiên nhẫn hơn với mẹ không? Những dòng mẹ viết làm mắt tôi ướt nhòe. Tôi biết mẹ không dám nói chuyện trực tiếp với tôi nên đã nhắn tin. Tôi dằn vặt mình, giá có thể kiên nhẫn hơn một chút nữa. Những ngày sau đó, mẹ không hỏi tôi về điện thoại nữa. Tự bà đã mày mò tìm hiểu cách tải ứng dụng. Anh bày tỏ, anh biết mẹ anh đã tổn thương. Anh chia sẻ, điều đáng buồn nhất không phải là thái độ của tôi, mà là thông điệp tôi đã truyền tải qua thái độ ấy. Nó nhắn nhủ lại với mẹ rằng, mẹ đã già rồi và đang dần trở nên vô dụng. Giờ đây, khi bình tĩnh nhìn lại, anh cảm thấy day dứt vì đã để lại những vết sẹo trong lòng đấng sinh thành. Nếu quý vị cũng trong hoàn cảnh đó, hãy suy ngẫm 6 nỗi lo thầm kín của các bậc cha mẹ khi về già dưới đây để sớm thức tỉnh và thấu hiểu, yêu thương cha mẹ mình nhiều hơn quý vị nhé. Thứ nhất, không có sức khỏe. Thưa quý vị, gần đây Vạn Điều Ý Nghĩa có đọc được trên báo trường hợp vô cùng đáng thương là vợ chồng bà Trương Thị Ngọc Tốt và ông Phan Văn Du. Ông bà đều trên 70 tuổi, ngụ xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè. Ông bà có 4 người con trai, 2 người đầu đi làm ăn xa ở Bình Dương, đã có vợ con nhưng cũng rất nghèo khó. Người con thứ 3 của họ bị tâm thần nặng, còn người con út chưa vợ thì làm thuê tại cảng. Được biết, cách đây gần 10 năm, ông Du bị tai biến phải cưa một chân. Hàng ngày ông phải ngồi xe lăn và uống thuốc tim mạch. Riêng bà Tốt bị tiểu đường, chân tay sưng phù, không thể làm việc nặng. Nguồn sống chủ yếu hiện nay của ông bà là nguồn tiền trợ cấp của chính quyền. Cậu con trai út cũng phận làm thuê, đồng lương ít ỏi nên chỉ có thể mua cho ông bà vài thang thuốc. Quý vị thân mến, có những mảnh đời đáng thương như vậy đấy, đã không có tiền lại còn bệnh tật triền miên. Thế mới thấy sức khỏe là vàng, có sức khỏe là có tất cả. Nếu như ông bà Du không bệnh tật, có lẽ đã không vất vả đến mức như vậy. Thưa quý vị, sau 50 tuổi, mọi người nên chú ý nhiều hơn đến tình trạng cơ thể của mình. Ở độ tuổi này, thể chất ngày càng giảm sút. Lúc này chúng ta cần điều chỉnh những thói quen sinh hoạt không tốt. Chỉ có như vậy tuổi thọ mới được đảm bảo. Có thể nhiều người cho rằng phụng dưỡng cha mẹ là bổn phận của con cái. Nhưng con cái cũng có gia đình riêng, không thể lúc nào cũng chăm sóc cha mẹ. Ngoài ra, không ít bậc cha mẹ ngoài kia cũng không muốn làm phiền đến con cái, nên họ có xu hướng sống một mình và tự chăm sóc bản thân nhiều hơn. Một trong những nỗi đau đớn nhất của tuổi già chính là không có sức khỏe. Đó là khi nhận ra rằng mặc dù có nhiều tiền bạc nhưng sức khỏe thì không còn nữa. Đương nhiên, có nhiều tiền có thể giúp chúng ta trang trải chi phí y tế, mua thuốc
hay thậm chí là các phẫu thuật như thay thận, thay tim. Nhưng sức khỏe vẫn là quý giá nhất, bởi mọi thứ có thể có trừ khi sức khỏe không còn. Điều này đòi hỏi chúng ta phải suy ngẫm làm sao để cân bằng thời gian, sức lực giữa việc kiếm tiền và việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe của bản thân. Tiền bạc có thể cung cấp điều kiện để chăm sóc sức khỏe tốt hơn, và sức khỏe tốt có thể giúp ta lao động hiệu quả hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Tuy nhiên, không nên để tình trạng này trở nên không cân đối khi có quá nhiều tiền mà lại thiếu sức khỏe. Có một câu nói đùa rằng, khi trẻ có sức khỏe nhưng không có tiền, khi già có tiền nhưng không còn sức khỏe. Điều này thật là một nghịch lý của cuộc đời. Mặc dù không thể thay đổi điều này, chúng ta chỉ hy vọng có thể cân nhắc kỹ lưỡng, điều chỉnh mọi thứ phù hợp để đến cuối đời sức khỏe vẫn được bảo toàn và tiền bạc vẫn còn. Đó mới thực sự là điều mà mỗi người mong muốn, phải không thưa quý vị? Thứ hai, không có bạn đời. 3 năm trước, các con cháu lần đầu tiên trong đời chứng kiến ông Bình khóc là ngày vợ ông qua đời. Chân ông khuỵu xuống và nước mắt rơi. Tiểu Vân 23 tuổi, cháu gái của ông Bình kể. Trong cuốn sổ cá nhân, ông Dương Văn Bình 88 tuổi ở An Giang ghi lại ngày vợ qua đời, đánh dấu cột mốc buồn trong hôn nhân của họ. Cũng là để khỏi quên, nhỡ mai mốt mất trí nhớ, ông Bình giải thích. Nhà 8 người con đều khấm khá, sống quanh căn nhà nhỏ của ba mẹ. Sau đám tang bà, các con đón về chăm sóc, nhưng ông từ chối, sợ bà ấy về không thấy chồng lại buồn. Mỗi bữa cơm, ông dọn 2 cái bát, 2 đôi đũa và giữ mọi quần áo đồ đạc của bà. Trước khi qua đời, vợ ông Bình mắc hàng loạt bệnh tuổi già như tiểu đường, tai biến, Alzheimer. Hàng ngày ông Bình nấu cháo cho bà ăn sáng và cà phê cho vợ, lấy nước cho bà uống. Sau bữa trưa, ông lão bật radio cùng nghe ca vọng cổ, nấu nước tắm rửa cho bà. Tóc bà một tay ông cắt chải, móng tay móng chân của bà cũng do ông cắt. Tiểu Vân kể, vợ chồng già thủ thỉ sớm trưa, vui vẻ dù chỉ có 2 người. Từ ngày vợ mất, ông Bình bỗng thẫn thờ, ăn ít, lầm lũi như kẻ vô hồn. Ông bỗng mắc nhiều bệnh tật, giờ chỉ nằm một chỗ, nói không rõ lời nhưng vẫn nhất định không chịu rời ngôi nhà từng có bóng vợ sớm trưa. Tình cảm của những người cao tuổi giống ông Bình khá phổ biến và được các nhà xã hội học gọi là hiệu ứng quả phụ, chủ yếu ảnh hưởng đến các cặp vợ chồng già gắn bó chặt chẽ. Thưa quý vị, bạn đời là người cùng bạn trải qua vinh nhục, đó là người mà bạn yêu thương và đồng hành trong suốt quãng đời. Mục đích của cả hai đều là an hưởng tuổi già. Thật đáng buồn nếu như tuổi già của quý vị không có một người bạn đời đồng hành cùng mình. Trong các lễ cưới, mọi người đều chúc mừng, mong cho hạnh phúc kéo dài 100 năm. Nhưng không phải ai cũng may mắn đạt được điều đó. Điều khát vọng của nhiều người là có một đối tác đồng hành cùng đi suốt quãng đời cuối cùng. Càng về già, chúng ta lại càng không chấp nhận sự cô đơn, mong ước có một người bạn đời để đi qua giai đoạn khó khăn này. Khi về già, cơ thể dễ sinh bệnh tật. Lúc này, nếu có người bên cạnh cũng nhẹ gánh hơn phần nào. Khi bạn có tiền, có thể có một cô người yêu, có thể đưa bạn đến với những người xinh đẹp, trẻ trung. Nhưng chỉ có người bạn đời mới thực sự đi cùng bạn đến cuối cuộc đời. Hãy trân trọng cuộc đời nếu bạn đã có một người bạn đời bên cạnh mình nhé. Thứ ba, không có chốn dung thân. Thưa quý vị, khi chúng ta bước vào tuổi già, người có thể nương tựa ngày càng ít đi. Người thân, bạn bè sẽ lần lượt rời ta đi. Người duy nhất không rời xa mỗi chúng ta chính là vợ chồng và các con. Nhưng cuối cùng, người bạn đời cũng sẽ sớm ra đi,
người bên cạnh lúc này chỉ còn con cái. Vậy mới có câu, nuôi con để nhờ tuổi già. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp, đặt hoàn toàn niềm tin và phó mặc những năm tháng tuổi già cho con cái chưa hẳn đã là tốt. Như câu chuyện của ông Giang dưới đây khiến chúng ta phải suy ngẫm. Tôi và vợ đều là người lao động đã về hưu. Nhờ biết tích góp, chúng tôi đã mua nhà, mua xe từ khi còn trẻ. Sau đó dự định an hưởng tuổi già với khoản lương hưu vừa đủ cho cả hai vợ chồng. Cả hai đã bàn nhau dự định chuyển về sống ở quê, sử dụng khoản tiền tiết kiệm gần 1 tỷ đồng và tiền trợ cấp để sinh hoạt hàng ngày và đi du lịch một lần. Thế nhưng, sau khi nghỉ hưu, chúng tôi đã đưa ra một quyết định sai lầm. Mọi thứ bắt đầu từ thời điểm con trai tôi chuẩn bị cầu hôn bạn gái và muốn cha mẹ giúp đỡ để mua một chiếc xe hơi. Thế là chúng tôi đưa cho con trai khoảng 330 triệu đồng. Khi đã cầu hôn thành công, chúng tôi cũng cho con thêm 160 triệu đồng để tổ chức tiệc cưới. Thành ra rồi, ắt phải lập nghiệp, con tôi nỗ lực làm việc chăm chỉ để cáng đáng gia đình. Là đứa hiếu thảo, dù bận rộn nhưng con vẫn thường xuyên gọi điện cho chúng tôi và nhấn mạnh rằng sẽ chăm lo cha mẹ lúc tuổi già. Không bỏ mặc lúc ốm đau, luôn ở bên nhau như một gia đình. Cha mẹ cũng nên lên thành phố lớn, ngắm nhìn cuộc sống hiện đại một lần trong đời chứ. Con tôi đã nói, cảm động trước những lời nói đó, vợ chồng tôi quyết định về sống chung với gia đình con. Trong thời gian con dâu ở cữ, hai đứa nhờ chúng tôi đỡ đần việc nhà. Cả hai vợ chồng đều đồng ý, nghĩ đó là việc nên làm. Sau khi con dâu hết cữ thì đi làm trở lại, công việc nhà vẫn do chúng tôi lo liệu, cộng thêm cả việc chăm cháu. Vào cuối tuần, khi công việc rảnh rỗi, nếu không phải chăm sóc con nhỏ, con dâu cũng sẽ làm thay để hai vợ chồng cùng nhau ra công viên tản bộ, nhảy ở quảng trường. Vốn dĩ cuộc sống này cũng tạm ổn vì vợ chồng tôi có khoản lương hưu tương đối. Nhưng không ngờ con trai lại có ý định muốn mua một căn nhà to hơn để cả gia đình sinh sống một cách thoải mái. Cảm thấy chưa cần thiết, ban đầu chúng tôi cũng phản đối, nhưng sau đó nghe các con bảo muốn cho cháu học trường quốc tế, học phí đắt đỏ nhưng chất lượng rất tốt, cơ hội việc làm sau này cũng cao hơn. Ngôi nhà mới cũng nằm cạnh trường, thuận tiện cho việc học hành. Thương con thương cháu, chúng tôi lại bàn với nhau sẽ bán căn nhà cũ ở quê, gộp cả tiền tiết kiệm để chi trả một phần khoản vay mua nhà. Lúc này, vợ chồng tôi chỉ còn lại lương hưu và một khoản tiết kiệm ít ỏi. Sinh, lão, bệnh tử là quy luật tất yếu của đời người mà bất kỳ ai cũng phải trải qua. Mọi người sinh ra rồi sẽ lớn lên và trưởng thành. Sau đó về già gặp những ốm đau bệnh tật. Ở tuổi 64 tôi cũng bắt đầu đến giai đoạn này. Đi khám bác sĩ, tôi phát hiện mình bị viêm khớp dạng thấp, đau nhức xương, đi lại khó khăn và phải ngừng làm việc nhà. Khi trời mưa gió, đầu gối càng nhức hơn. Tôi thường trằn trọc cả đêm, ngồi không nổi, nằm không yên. Thuốc thang đông y hay tây y cũng đủ cả. Những khoản tiết kiệm và phần lớn lương hưu đều đổ vào đó. Hai vợ chồng già không còn tiền chi tiêu sinh hoạt riêng, lại thêm bệnh tật đau ốm. Mặc dù các con các cháu đều không thể hiện bất cứ thái độ gì, vẫn rất tận tâm lo lắng. Nhưng chính chúng tôi cảm thấy mình bỗng trở thành gánh nặng, như người ăn nhờ ở đậu trong ngôi nhà này. Sử dụng các loại thuốc đông y nhiều, cộng thêm cả thuốc xoa bóp, người tôi lúc nào cũng có mùi như một bệnh nhân. Cháu trai còn nhỏ, nhạy cảm với mùi nên cũng không còn thường xuyên thân thiết hay gần gũi ông bà nữa. Dần dần tôi chỉ ở trong phòng riêng, đóng kín cửa chứ không muốn ra ngoài. Tới bây giờ tôi thỉnh thoảng lại nghĩ tới dự định về quê an hưởng tuổi già. Dù chỉ có hai vợ chồng già tự lo cho nhau nhưng sinh hoạt ở quê rất rẻ, còn có hàng xóm láng giềng, thế nào cũng vui thú hơn việc nhốt mình trong bốn bức tường ở thành phố.
nhưng tôi cũng chợt nhớ ra nhà cũ đã bán. Chúng tôi trở về quê hương thì phải sống ở đâu? Quý vị thân mến, mỗi một sự việc trong đời đều giống như những quân domino. Khi bắt đầu, chúng ta sẽ khó có thể lường trước toàn bộ hệ quả. Chỉ đến khi một quân đổ xuống, kéo theo tất cả phía sau sụp theo, chúng ta mới nuối tiếc vì mình đã đưa ra các quyết định quá tùy tiện. Tôi không trách con cái vì muốn bố mẹ ở gần, chăm sóc bố mẹ là việc hiếu thảo đương nhiên. Tôi cũng không hối hận việc bán nhà vì điều đó giúp cuộc sống của con cháu được khấm khá đàng hoàng hơn trong tương lai. Tôi chỉ nuối tiếc vì mình chi tiêu mà không có kế hoạch. Có lẽ nếu suy nghĩ kỹ càng hơn, chúng tôi sẽ tìm ra những giải pháp vẹn cả đôi đường chứ không rơi vào cảnh tù túng như hiện nay. Đó cũng chính là nỗi đau thứ ba của tuổi già, thưa quý vị. Người ta nói không phải là sợ nhất là không có chỗ trốn, sợ nhất là phải đối mặt với hậu quả của những lỗi lầm từ ngày trẻ khiến cho tuổi già phải rời bỏ nơi mình đã xây dựng suốt cuộc đời. Có người vì lỗi lầm của bản thân hoặc gia đình buộc phải rời khỏi ngôi nhà mình đã dành công sức xây dựng. Có người bị mất nhà cửa vì nợ nần do con cái chơi, đánh đề, phải vay mượn. Có lẽ ai cũng mong muốn sau này có thể được nhắm mắt xuôi tay trong ngôi nhà mà từng là nơi chứa đựng nhiều kỷ niệm gắn bó từ thuở ấu thơ. Vì vậy, nỗi đau của một người khi đến cuối đời là không có nơi nương tựa, không có chốn dung thân. Có người thậm chí không dám về quê vì những lỗi lầm, sống lang thang khắp nơi. Đây có lẽ là một cảnh tượng vô cùng đau lòng và buồn bã trong cuộc đời một con người. Thứ tư, con cháu bỏ rơi. Thưa quý vị, một mẹ nuôi được 10 con, nhưng 10 con không nuôi nổi một mẹ. Câu nói ấy là có thật chứ hoàn toàn không đa ngôn đa quá. Những cảnh ngộ đáng buồn này vẫn còn không ít ở nhiều làng quê. Đó là câu chuyện rất buồn của một cụ bà đã ngoài 80 tuổi, cụ Thi. Ở cái thôn núi chùa này, ai cũng lên tiếng bất bình về cách cư xử tệ bạc, bất nhân, bất nghĩa của 5 người con trai cụ Thi. Từ năm 1993, các con cái cụ Thi đã yên bề gia thất. Cụ Thi ở cùng vợ chồng anh Hào, con trai út của cụ, trong căn nhà tổ tiên. Năm 1996, sau khi của cải hoa màu của cụ, vợ chồng anh Hào tiêu pha, bán hết, thì mâu thuẫn mẹ con bắt đầu nảy sinh. Vợ chồng anh Hào thấy mẹ không giúp được việc gì nữa, lại hết vốn liếng dưỡng già. Sợ mai kia mẹ ngã bệnh, ốm đau thì hậu họa đổ lên đầu vợ chồng anh nên đã thoái thác trách nhiệm nuôi mẹ. Không kém chồng, vợ anh Hào cũng ngày ngày rủa xả mẹ chồng. Nào là đồ ăn bám, nuôi báo cô chứ được lợi lộc gì. Con trai cả, con hai của bà, một lũ giàu có không về mà rước bà đi. Đừng làm tội con này, thằng này. Cụ Thi đành cắn răng, nín nặng. Mà trong lòng trăm bề cay đắng tủi cực vì nói ra sợ dân làng cười chê. Mấy năm dòng cụ sống trong sự hành hạ, đay nghiến, bạc đãi của vợ chồng con trai út. Cuối năm 2000, những người con trai cụ Thi họp gia đình bàn bạc phân chia việc nuôi mẹ theo định kỳ. Họ bàn nhau mỗi người nuôi mẹ 6 tháng cứ thế luân phiên cho đến khi cụ qua đời. Tuổi già mà bất hạnh nên cụ Thi già yếu đi nhanh chóng. Song cũng chẳng được bao lâu, những người con của cụ Thi lại đùn đẩy việc nuôi mẹ cho anh Hào, con út. Vì vợ chồng anh Hào được thừa kế, hưởng thụ cả gia tài tổ tiên, cha mẹ để lại, nên phải có trách nhiệm nuôi mẹ. Đùn đi đẩy lại mãi không xong, họ bàn nhau làm cho cụ Thi cái lều lợp lá ở góc vườn nhà con út. Rồi mỗi tháng, mỗi người đóng góp chút tiền nuôi mẹ. Nhưng cái khoản đóng góp nuôi mẹ cũng chỉ là vài cân gạo, vài nghìn bạc đồng lẻ mỗi tháng. Lúc đau yếu, thiếu ăn, cụ vẫn phải cậy nhờ vào sự trông nom của con cái, con rể. Kể xong câu chuyện về chuỗi ngày cuối đời mà mình đang phải sống, cụ Thi nghẹn lời,
trên đời này còn ai gặp cảnh ngộ như tôi thì đúng là vô phúc. Nhiều lúc nghĩ cực, tôi chỉ muốn uống một liều thuốc độc chết cho mát mặt, yên phận, nhưng không thể làm vì tiếng để đời, để kiếp. Đã không ít lần, các tổ chức đoàn thể hội phụ nữ, hội người cao tuổi, hội cựu chiến binh thôn xã đã phản ánh khuyên giải và cảnh cáo sự coi rẻ luân thường đạo lý bất hiếu với cha mẹ của con trai, con dâu của Thi, nhưng không kết quả gì. Thế là chuyện gia đình họ, làng xã cũng hết đường can giải. Quý vị thân mến, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Có lẽ không ai được sinh ra trên đời lại không biết đến câu ca dao trở nặng ân tình mẹ cha này. Có biết bao người con đã không phụ lòng cha, công lao của mẹ bằng sự đền đáp phụng dưỡng yêu thương của mình. Ấy vậy mà vẫn còn những người con không hiểu được cái đạo làm con đã nhẫn tâm ruồng bỏ cha mẹ lúc tuổi già. Không biết những con người đó có nghĩ tới cảnh họ cũng phải già yếu ốm đau và họ có mong muốn con cái của họ đối xử với họ như họ đã đối xử với cha mẹ họ không? Tục ngữ có câu, sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đấy. Chẳng lẽ họ không hiểu ra điều đó hay sao? Nỗi đau thứ tư của tuổi già đó là có con cháu nhưng lại bị bỏ rơi. Điều này có nhiều lý do mà chúng ta có thể thấy rõ là con cháu không được giáo dục từ nhỏ. Khi còn trẻ, chúng ta không quan tâm, không chú ý đến việc gần gũi giáo dục và quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Khi trưởng thành, con cháu thường theo một lối sống ích kỷ, chỉ quan tâm đến vợ, chồng và con cái mà không lo lắng, không quan tâm đến người bố, người mẹ già. Chúng ta cảm thấy bị bỏ rơi một phần trong đó, có lỗi lầm của chúng ta. Sự nghịch lý và nỗi đau của cuộc đời là khi có con cháu nhưng cuối đời lại bị bỏ rơi. Điều này là một bài học quan trọng, một trải nghiệm khiến cho chúng ta, đặc biệt là những người trẻ tuổi hơn, suy nghĩ về cách sống để khi già đi vẫn có người ở bên, đồng hành và chia sẻ. Đừng quên câu nói, gieo nhân nào gặt quả đấy. Thứ năm, gánh nợ cho con cái. Ngày đưa cha rời khỏi căn nhà của mình vì bị ngân hàng xiết vì món nợ của em gái, tôi phải nói dối cha là mới mua nhà mới, đưa ông về ở cho sạch sẽ, mát mẻ hơn. Do mắt cha không còn nhìn thấy gì và cũng không biết chuyện nên ông cũng đồng ý. Nhưng ông dặn, cái nhà cũ của ông không được bán, khi nào ông mất thì đưa ông về đó làm đám tang. Anh Sơn kể, cha anh Sơn là ông Văn, năm nay đã 95 tuổi. Nhiều năm ông sống yên lành trong căn nhà ở ngoại ô thành phố mà vợ chồng ông một đời chắt chiu xây dựng lên. Cuối tháng 3 năm 2022, một ngân hàng đến thông báo xiết nợ nhà của ông với số tiền lên tới 2,2 tỷ đồng mà cô em gái đã mượn giấy tờ nhà của ông để thế chấp ngân hàng vay tiền. Bị lừa hết số tiền vay, em gái anh Sơn đã không trả được món nợ lớn nên gia đình anh đành phải bán nhà của cha để trả khoản vay cho em gái. Anh Sơn tâm sự, trước đó anh không đồng ý việc cho em gái mượn giấy tờ nhà của cha để đi cầm cố vay tiền. Nhưng trước sức ép của các anh chị trong gia đình nên anh phải đưa giấy tờ cho em. Không ngờ cô em gái bị lừa mất số tiền 2 tỷ vay thêm lãi quá hạn. Số tiền phải trả quá lớn nên anh đành bán ngôi nhà của cha được hơn 4 tỷ đồng để trả nợ cho em gái. Phần còn lại anh chỉ mua được căn nhà nhỏ nằm sâu trong hẻm và đưa cha về đó sống những ngày cuối đời. Cũng lao đao vì gánh nợ cho con mà giờ đây ông Chí ngụ tại An Giang bị mất nhà phải ra ở trọ. Ông Chí kể trong nước mắt, vì ông không có con nên ông coi con cái riêng của vợ như con ruột. Khi nghe chị này ngỏ ý nhờ ông thế chấp căn nhà của ông đang ở để vay 800 triệu đồng thành lập công ty, ông đã đồng ý giúp
mà không chút đắn đo. Nhưng chỉ được một năm, công việc thua lỗ, con gái riêng của vợ ông Tờ trốn đi, để lại khoản nợ vượt quá khả năng chi trả, ngân hàng hối thúc phát mãi căn nhà. Vợ chồng ông không còn cách nào, đành phải bán căn nhà được 1,5 tỷ đồng, trả nợ cho con gần 900 triệu đồng. Số tiền còn lại không đủ mua căn nhà khác, ông bà đành mướn nhà để ở, tiền đem gửi vào ngân hàng để lấy lãi, hàng tháng trả tiền thuê nhà trọ. Ông Chí bày tỏ, tôi rất ân hận vì đã nhẹ dạ cả tin khi ký giấy đồng ý cho con riêng của vợ cầm cố căn nhà để vay tiền. Bạc đầu mà vẫn dại, chỉ vì tin con mà giờ tuổi già không trốn nương thân. Thưa quý vị, các chuyên gia cho rằng cha mẹ cần phân biệt rạch ròi giữa sự giúp đỡ và gánh vác cho con cái. Khi con cái phát triển sự nghiệp, cha mẹ nên thể hiện sự tin tưởng và ủng hộ. Nhưng khi con làm ăn thua lỗ hay gặp vấn đề tài chính, cha mẹ không nên đứng ra gánh vác vấn đề này. Muốn giúp con vượt qua bế tắc lâu dài, điều cha mẹ nên làm là đưa cho con cần câu và hướng dẫn cách sử dụng chiếc cần câu, làm sao để thu về nhiều cá thay vì tặng cá cho con. Cha mẹ nên động viên để con vượt qua khó khăn thay vì đứng ra nhận mọi nợ nần về mình. Một số bậc phụ huynh lớn tuổi vì quá thương con mà dùng hết tài sản tiền tích lũy được từ thời đi làm mà trả nợ cho con. Con cái nên hiểu rằng những tài sản đó là chỗ dựa tinh thần tuổi xế chiều của cha mẹ. Mất đi rồi, cha mẹ về già sẽ không xoay sở được. Việc gánh vác nợ nần có thể khiến con mặc nhiên đó là trách nhiệm của cha mẹ. Từ đó hình thành thái độ ỷ lại, trông chờ vào cha mẹ mỗi khi con cái nợ nần. Đây cũng chính là nỗi đau thứ năm của tuổi già mà Vạn Điều Ý Nghĩa đang muốn nhắc tới. Đáng lẽ tuổi già của chúng ta phải được chăm sóc, nhưng cuối cùng chúng ta lại vẫn phải lo toan cho con cái. Con dù lớn vẫn là con của cha mẹ. Cha mẹ không lo cho con thì ai lo đây? Thực trạng đáng buồn của xã hội hiện nay là như vậy đó, thưa quý vị. Thứ sáu, không có bạn tri kỷ. Tuổi già là khi bạn và tôi, chúng ta cùng nhau bước sang một sườn dốc của cuộc đời. Ở cái độ tuổi xế chiều đó, sức khỏe người cao tuổi lay lắt như những lá cây trước gió. Mỗi khi cô đơn, lòng tràn đầy tâm tư, lúc đó người cao tuổi chỉ muốn được chút bầu tâm sự bên những người bạn tri kỷ. Tuổi già, tình bạn không giống như tuổi trẻ. Mỗi một độ tuổi, chúng ta đều có cách thể hiện tình bạn khác nhau. Tình bạn thân ở tuổi già được thể hiện một cách nhẹ nhàng bên tách trà, miếng trầu, cùng nhau hàn huyên về một thời trẻ đầy oanh liệt, một thời vàng son chói lọi với những nốt thăng trầm trong cuộc sống. Đến độ tuổi này, chúng ta đã cùng nhau trải qua những cung bậc của cảm xúc, hỉ nộ, ái ố. Người cao tuổi càng hiểu hơn, trân trọng cuộc sống và tình bạn. Không còn là những người bạn năm nào cùng nhau chăn trâu cắt cỏ, cùng nhau nô đùa, học tập trên giảng đường nữa. Tất cả giờ chỉ còn là những kỷ niệm, hồi ức đáng nhớ. Bây giờ, người cao tuổi đều đã thành những ông nội bà ngoại. Tình bạn tuổi già bền bỉ nhưng cũng rất mong manh. Có những người bạn nay gặp nhau tay bắt mặt mừng, nhưng mai lại nghe tin bạn đã lên thiên đường. Do vậy, chúng ta càng nên trân trọng từng khoảnh khắc của cuộc đời. Tình bạn tuổi già sẽ là thứ gắn bó cùng ta đi qua những năm tháng cuối cuộc đời. Tình bạn luôn là thứ tình cảm thiêng liêng và bất kỳ ai cũng ao ước có được người bạn tri kỷ. Bởi vậy, nỗi đau thứ sáu của tuổi già đó là khi đến cuối đời chúng ta không có được một người bạn tri kỷ. Bên cạnh người bạn đời, bên cạnh con cháu, chúng ta cũng cần một người bạn khác, một người tri kỷ luôn hiểu ta. Đôi khi cũng không dễ để nói về những chuyện cũ, nhưng lại có thể nói với người bạn tri kỷ, vì thực sự người bạn đó là một vốn liếng trong hành trang của cuộc đời. Buồn nhất là khi chúng ta không còn ai như thế cả.
có nhiều lý do ta có thể kể đến như lý do là trong cuộc sống chúng ta thay đổi chỗ ở liên tục, cuộc đời chúng ta năm chìm bảy nổi, chín lênh đênh và cũng nhiều lần thay đổi môi trường làm việc. Chưa kịp xây dựng mối quan hệ nghiêm túc đã phải rời xa. Điều này phần do hoàn cảnh, ngoại cảnh nhưng một phần cũng do tính cách, lối sống của chúng ta. Ai cũng gần chúng ta một thời gian nào đó nhưng rồi lặng lẽ rút lui hoặc mối quan hệ đó chỉ là hời hợt. Chúng ta không thực sự chia sẻ, không đồng cam cộng khổ, không chia ngọt sẻ bùi. Những điều này làm cho mối quan hệ trở nên xa cách, khó tạo nên sự ân nghĩa, không thể trở thành tri kỷ được. Rất nhiều người khi còn công tác có hàng trăm, hàng nghìn mối quan hệ, nhưng khi nghỉ hưu không còn ai chơi với họ, không còn ai quan tâm đến họ nữa. Cho nên hãy nhớ rằng có một người bạn tri kỷ đến cuối cuộc đời cũng là một tài sản, một niềm hạnh phúc của mỗi người. Hãy cố gắng xây dựng từ lúc còn trẻ để khi già đi vẫn có niềm vui đích thực, quý vị nhé. Quý vị thân mến, không phải tự nhiên mà nhiều người lớn tuổi chỉ ước ao nhìn thấy con cháu hạnh phúc, nhà cửa đầy ắp tiếng cười. Có lẽ ở cái tuổi này, người ta không còn quá cần thiết đến vật chất mà là sự đủ đầy trong tinh thần nhiều hơn. Được con cái phụng dưỡng, hiếu thuận, đương nhiên hạnh phúc hơn cảnh cha mẹ già côi cút, đơn côi sớm chiều. Để không gặp phải những nỗi sợ như chúng ta vừa kể, ngay từ bây giờ chúng ta nên có sự chuẩn bị cho tuổi già của mình. Hãy nhìn xa trông rộng, cân đo, đong đếm, phải sống làm sao, đối nhân xử thế như thế nào, để khi về già chúng ta sẽ có được những điều mình mong muốn. Và điều ý nghĩa mong rằng trong quý vị không ai gặp phải 6 nỗi sợ như chúng ta vừa kể ở đây. Cầu mong cho an nhiên phước lành sẽ đến bên quý vị. Cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.